Xin chào anh em. Để nói đầu tiên cho Cường xin chúc anh em có một ngày thật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Thì ngày hôm nay là Cường sẽ tiếp tục chia sẻ với anh em với những cái câu hỏi mà anh em đã đặt cho Cường ở tuần vừa rồi. Thì tuần vừa rồi có một số anh em đặt câu hỏi cho Cường là cắt gút, có nghĩa là cắt giật chi để nuôi từ phôi lên, rồi khi mình nuôi thả rồi mình sẽ cắt giật như thế nào. Thì ngày hôm nay là Cường cũng sẽ thị phạm cái kỹ thuật đó cho anh em xem luôn. Và bên cạnh đó là Cường sẽ chia sẻ với anh em một cái câu hỏi mà anh em đặt rất nhiều cho Cường. Đó chính là anh em hay hỏi Cường là dùng thuốc kích loại nào, kích hoa và kích rễ đó. Thì ngày hôm nay là Cường sẽ giải quyết hai vấn đề đó với anh em ha. Thì Cường sẽ làm cái kỹ thuật gọi là cắt gút chi khi mình đã nuôi thả sau một thời gian, để cho anh em có thể thấy cận cảnh hơn anh em nha. Rồi bây giờ thì Cường xin dời cái máy sát lại cái cây mai chú thủy hiện tại anh em đang thấy, để Cường thực hành cái kỹ thuật đó để cho anh em dễ quan sát nhất anh em nha. Rồi Cường xin mời anh em ha. Rồi như trước mắt anh em đây là một cái phôi cây mai chú thủy mà Cường cũng đã nuôi thả. Thì bây giờ là đã đến lúc là mình cắt gút cho em nó nha anh em nha. Thì sau một thời gian, một số anh em cũng hỏi Cường là nuôi bao nhiêu lâu thì mình tiến hành cắt gút. Thì Cường xin thưa với anh em là nó sẽ không có khoảng thời gian, do cái môi trường nuôi của anh em là cái thứ nhất, cái thứ hai là cái dinh dưỡng của anh em. Thì nó có siết kẽm nhanh hay chậm và cái độ to của nó tỷ lệ với thân cốt hay chưa, thì lúc đó là mình sẽ cắt gút. Thì Cường chỉ nói cái thời gian trung bình để mình có thể cắt giật và cắt gút được á, thì nó sẽ dao động từ 6 tháng đến 1 năm 2 tháng cho một lần cắt giật và cắt gút anh em nha. Nếu anh em nuôi đạt thì cỡ 6 tháng đến 9 tháng là mình có thể cắt gút được, đối với chi cấp 2, cấp 3. Còn cái chi cấp 1 là hầu như là nó phải trên 1 năm 6 tháng hoặc là 2 năm là mình mới cắt gút chi cấp 1 được đó. Thì ở đây là Cường sẽ tiến hành cắt gút cho anh em xem từ phần ha. Khi mà mình đã nuôi thả rồi á, là mình đã định hình cái phơm tán của cái cây rồi. Thì bây giờ là mình chỉ cắt và mình sẽ chừa một cái co thôi, để bắt đầu là mình sẽ xé tán tiếp nha anh em nha. Quay cái này thì chắc anh em sẽ không thấy kỹ được, thì bây giờ Cường sẽ tiến hành Cường làm ha. Thì khi mà anh em cắt á, thì anh em nên lấy một cái kìm, một cái cạp hoặc là một cái kéo bén để anh em thực hành, để tránh cái hiện tượng tét da anh em nha. Đó, nên Cường ở đây là Cường quay chỉ có một mình thôi nên anh em thông cảm. Đó. Thì Cường cắt xong rồi là Cường sẽ quay cho anh em cận cảnh để Cường giải thích cho anh em nha. Thì đối với đây thì Cường nói sơ với anh em một cái vấn đề này. Có một số anh em là hay nhắn tin hỏi Cường là cái cây này mua được hay không, mua 5-6 triệu, 2-3 triệu gì đó được hay không. Thì Cường xin nhắc lại là đó là những câu hỏi tế nhị mà Cường sẽ không trả lời với anh em. Tại vì mỗi nhà vườn người ta sẽ có một cái phương thức kinh doanh, và mỗi cái cây nó sẽ có một cái độ đẹp khác nhau, cho nên là mình sẽ không đánh giá được anh em ha. Vì đôi khi là anh em chỉ cảm thấy là mình hợp túi tiền của mình thì là mình sẽ mua, còn mà không hợp túi tiền của mình thì mình sẽ không mua vậy thôi. Chứ Cường thì không có thể trả lời cho anh em là cây này mua được hay không. Tại vì khi anh em mà hỏi như vậy á thì nó kỳ lắm, nên nó cũng là cái điều tế nhị, Cường sẽ không chia sẻ cái đó với anh em ha. Thì anh em nào hỏi mà Cường không trả lời thì anh em thông cảm cho Cường nha. Và khi mà mình nuôi ở một cái chế độ này á, thì anh em chỉ có một cái điểm lưu ý là những cái tược bông á, là mình phải bấm bỏ hết. Chứ còn mà mình để bông như này á, là cây nó sẽ dồn dinh dưỡng, nó nuôi bông và cái chi của mình nó sẽ không to anh em ha. Thì cái đó là anh em lưu ý thêm cái chỗ đó. Rồi Cường sẽ cắt đờ mi trước, cái đầu là Cường quay cận lại để Cường cắt cho anh em xem nữa ha.
anh em làm đồng đều á thì mình cắt nó sướng lắm, nó đầy đủ luôn, mình cắt đủ chi luôn. Còn ví dụ như mà chi nào mà nó chưa đạt á thì mình lại tiếp tục mình thả nuôi. Vậy cây bây giờ trên thị trường á thì anh em lưu ý là nó sẽ rất là nhiều cái phân khúc. Ví dụ như cây mà làm 2-3 tháng, xin lỗi anh em làm 6-7 tháng hoặc 1 năm mà thành cây ấm tán, thì những cái cây đó thì cái giá trị của nó sẽ không cao bằng những cái cây mà mình đào tạo lâu năm anh em nha. Tại vì sao? Vì cái độ nghệ thuật và cái độ mỹ thuật của nó cũng không bằng. Thì cái đó là anh em mình không có đem mình so sánh được. Nhiều anh em lại nói là cái cây gì đâu mà nhỏ xíu mà nó mắc tiền. Xin thưa anh em, có những cây siêu mini là nó bán cả ngàn đô luôn. Đã có những nghệ nhân người ta bán cái giá trị đó rồi anh em ha. Đó. Giống như cái cục đá bự, thiệt bự mà nó bán có nhiêu tiền đâu, nhưng mà cái cục kim cương có chút xíu thôi mà nó bán vài chục triệu, thậm chí cả trăm triệu. Thì một cái cây nghệ thuật của mình là nó, mình không có so sánh được cây này với cây kia, cây nào mắc tiền cả. Tại vì khi mà anh em so sánh như vậy là nó khập khiễng lắm. Mình phải biết theo cái túi tiền của mình, rồi mình sẽ cảm nhận theo cái gọi là cái mình có thấy nó thực sự đẹp hay không. Đó, thì lúc đó là mình mới quyết định được là cái tiền đó là mắc hay là không mắc anh em nha. Rồi bây giờ Cường sẽ đem máy gần lại cho anh em xem ha. Đây, và vừa rồi là mà Cường đã cắt đờ mi trước cho anh em xem. Thì bây giờ là mình sẽ cận cảnh lại. Đó, thì anh em sẽ thấy được là những cái tai chi này nó đã có cái chi cấp 2, cấp 3 rồi. Có nghĩa là cái cây này nó đã xương chi cấp 1 nè. Mình đã chia ra cấp 2, cấp 3 rồi. Đó, thì bây giờ mình bấm như thế nào để bắt đầu mình xé tán ra nữa. Thì mình phải canh. Ví dụ như cái này nó còn dài nè. Bây giờ Cường sẽ rút lại nữa anh em ha. Cái này là Cường quay có một tay thôi thì anh em thông cảm nha. Đó, và khi cái chỗ này nó ra, nó xì ra, mình nuôi tiếp, nó xì ra là bắt đầu mình lại kéo nữa anh em ha. Đó, và đây là mình sẽ có những cái định hình sẵn trong một cái form. Thì lúc đó là mình làm cây á, là mình sẽ đi theo một cái form đó mà mình sẽ cắt rút nó anh em nha. Đó, và khi mà cái cây mình cắt giật á, thì cái bộ tán của nó và cái tai chi này nè, nó sẽ rất là rõ ràng. Và nó sẽ to tỷ lệ đồng đều với thân cốt. Đó, và cái đó là cái kỹ thuật mà anh em nên làm để cho mình một cái phôi đẹp. Mình sẽ làm đúng kỹ thuật đó để cho nó ra một cái cây thật sự đẹp anh em ha. Chứ còn mà một cái phôi đẹp mà ví dụ như cái nhánh này nó ra bằng cái cọng tâm thôi, hoặc bằng cái đầu đũa thôi, anh em làm ấm tán này luôn thì nó vẫn ra cây, nhưng cái độ mỹ thuật của nó sẽ không cao nha anh em. Đó, và đây là Cường đã vừa bấm rút xong cây này. À, đây còn cái ngọn nữa nè. Cái ngọn này là mình cũng hạ luôn. Hiện tại là nó cũng đã to rồi, tại vì mình còn một khoảng thời gian để mình nuôi nữa. Thì Cường sẽ bấm đờ mi ở đây ha. Một lát nữa kết thúc clip là Cường sẽ dọn lại cái cây này. Cường sẽ vệ sinh em nó luôn để cho nó hoàn thiện, rồi mình sẽ nuôi tiếp. Đó. Và khi cái cây này mình cắt xong, mình rút lại xong, và khi nó nuôi một thời gian nữa, 2 đến 3 tháng nữa, nó lại ra tược, lại mình lại kéo ra mình làm chi thứ cấp, có nghĩa là cấp 2, cấp 3, cấp 4, thậm chí là chi cấp 5 luôn anh em ha. Thì một tay chi là nếu mà đạt nó phải từ 3 cấp trở lên. Thì cái cây này là sắp tới là mình sẽ làm chi cấp 4 và chi cấp 5. Đó, có những cái nhánh mình sẽ làm chi cấp 2, chi cấp 3, như cái nhánh này là mình sẽ làm chi cấp 2 và chi cấp 3. Và nó sẽ xong một lần nữa, là cái này là Cường rút 3 lần rồi. Thì rút thêm lần thứ 4 hoặc lần thứ 5 nữa thì cái cây này nó sẽ hoàn thiện. Đó, và như ở đây là Cường nuôi cây này là gần 3 năm rồi, từ một cái phôi chuỗi lũi. Đó, lành thẹo hết tất cả. Nên mình đã làm gần 3 năm. Thì bắt đầu là cây này là cỡ khoảng 1 năm rưỡi nữa thì thằng này nó mới thành phẩm được. Thì cái cây này là nếu mà từ lúc phôi cho đến thành phẩm là dao động từ 4 năm đến 5 năm anh em nha. Thì khi mà mình làm một cái cây như vậy thì cái giá trị nghệ thuật nó sẽ cao hơn, và cái độ tỉ mỉ nó cao hơn, thì chắc chắn là giá tiền nó sẽ cao hơn anh em ha. Rồi Cường xin chia sẻ với anh em những cái điều đó như vậy nha. Rồi trong cái kỹ thuật này thì anh em nào có những cái thắc mắc nữa thì anh em cứ liên hệ với Cường, hoặc là gửi qua Zalo, Cường sẽ chia sẻ thêm với anh em ha.
Rồi và cái câu hỏi thứ hai mà hôm nay Cường muốn chia sẻ với anh em, đó là cái câu hỏi là anh em ưa hỏi Cường là dùng thuốc kích gì. Đó, thì Cường xin thưa với anh em rằng là Cường làm cây thì từ xưa giờ Cường không xài thuốc kích nha anh em. Có nghĩa là khi mà anh em làm cây á, anh em nuôi cây, anh em dùng thuốc kích, thì cái cây của nó sẽ có những cái như thế này nè. Thứ nhất, tại sao người ta dùng thuốc kích? Khi anh em xử lý một cái cành anh em muốn dâm, gọi là cái kích rễ, thì anh em sẽ ngâm cái này vào cái thuốc kích đó, kích rễ đó, bao nhiêu phút đó theo cái bao bì người ta sẽ hướng dẫn cho anh em. Thì lúc đó là anh em mới hợp lý để sử dụng thuốc kích, để cho nó kích rễ, rồi mình dâm xuống cái bầu đất để mình có một cái nhánh chiết hoặc là một cái nhánh dâm để cho mình có một cái nguồn phôi. À, thì Cường nói với anh em rằng là khi cái cây anh em đang yếu, bị vấn đề về rễ, là nó sẽ khác hoàn toàn với một cái nhánh không có rễ. Tại vì sao? Khi một cái cây anh em bị gọi là thiếu rễ hoặc bị thối rễ, thì cái cây nó đã đang bị gọi là vấn đề úng nè, hư rễ nè, trái rễ nè, thì anh em càng kích vô nó sẽ càng hại cho cây. Thì những cái trường hợp đó là Cường đều khuyên anh em là không nên dùng thuốc kích, mà anh em nên dỡ bầu rễ ra, rồi để anh em kiểm tra coi cái hệ rễ của mình nó thối tới đâu, mình cắt tới đó, sau đó mình phơi khô từ 4 đến 6 ngày, mình chỉ xịt phun sương lên thôi, rồi bắt đầu là mình sẽ tiến hành mình trồng lại. Thì cái tỷ lệ sống của cái cây đó là sẽ 50-60%. Còn nếu như anh em cứ dập kích vô, xong rồi anh em hỏi anh A, anh em chỉ cái thuốc kích này, hỏi anh B chỉ cái thuốc kích khác, anh em xịt liên tục vô như vậy, thì cái cây của nó sẽ chết 90%. Và Cường không dám nói là chắc chắn chết luôn, tại vì sao? Nó quá trời thuốc kích ở trong đây luôn, mà cái cây đang yếu rồi thì không thể nào nó gồng mà nó chịu nổi được. Thì cái đó là anh em lưu ý thêm giúp Cường ha. Rồi còn kích hoa, kích hoa thì Cường khuyên anh em là không nên dùng kích hoa luôn. Tại vì sao? Khi cây anh em không đủ dinh dưỡng, anh em xịt thuốc kích vào trong đây, nó dẫn ra phun hoa, nó dẫn ra gọi là đầy đủ luôn. Nhưng cái cây của anh em sau khi kích hoa xong, chơi hoa xong là nó sẽ bị suy. Vì sao? Vì nó thiếu dinh dưỡng. Rồi lúc đó nó sẽ, cái mạch nhựa trong đây là nó sẽ tắt luôn. Rồi là cái cây của anh em nó sẽ bỏ chi và nặng hơn là sẽ chết cây. Thì anh em lưu ý hai trường hợp đó giúp Cường. Là khi cây đã yếu thì không dùng thuốc kích và không bón phân. Và khi cây thiếu dinh dưỡng thì anh em không nên bón kích hoa. Đó, thì anh em lưu ý thêm cái điều đó là ok anh em ha. Rồi và ngày hôm nay thì Cường chỉ có hai cái vấn đề chia sẻ nhỏ với anh em như vậy. Đầu tiên là kỹ thuật cắt gốc. Thì anh em nào mà còn thắc mắc khi mà nhìn Cường thị phạm chưa hiểu, anh em có thể liên hệ qua Zalo, đó là 0309377700, để Cường có thể hướng dẫn cặn kẽ hơn cho anh em. Và anh em nào đã hiểu rồi và anh em có những cái đóng góp hoặc anh em có những cái kỹ thuật hay hơn, thì anh em có thể bình luận vào cái bài đăng của Cường, cái clip của Cường, để mình cùng nhau trao đổi và học hỏi anh em ha. Rồi và cuối clip, Cường Diêm cũng xin chúc anh em có một ngày cuối tuần thật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Và Cường cũng xin chân thành cảm ơn anh em thời gian vừa qua đã ủng hộ kênh Bonsai Mini Cường Diêm. Và anh em nào đã đăng ký kênh thì hãy tiếp tục ủng hộ Cường bằng những cái bình luận. Và cảm thấy cái clip nó có cái kiến thức hay thì anh em có thể nhấn một nút like để khích lệ tinh thần của Cường. Và anh em nào mà chưa đăng ký thì hãy nhấn một nút đăng ký kênh để nhận được những clip chia sẻ sớm nhất của Cường về những kinh nghiệm nuôi trồng cây bonsai, để cho mình càng ngày càng tốt hơn trong cái bộ môn nghệ thuật bonsai anh em ha. Rồi cuối cùng thì Cường Diêm xin chào và cảm ơn anh em rất nhiều.